Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 21 tháng 9 năm 2021. Xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều niềm vui và luôn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn quý vị đã gửi lời chia buồn đến gia đình của Lộc vào cái video của ngày hôm qua. Rất là cảm ơn quý vị. Và Lộc cũng mong là chúng ta hãy giữ sức khỏe và ai cũng khỏe mạnh để mà chống chọi lại cái căn bệnh quái ác này, quý vị. Xảy ra vụ nổ súng tại trường học của Mỹ. FBI tìm thấy thi thể của một phụ nữ trong công viên quốc gia Grand Teton. Cảnh sát Riverside, California đã tìm thấy thi thể một bà cụ 87 tuổi trong tủ lạnh. Tỷ phú Elon Musk đã chế nhạo Tổng thống Biden đang ngủ vì đã không chúc mừng phi hành đoàn toàn là dân sự của SpaceX. Theo thăm dò, cựu Tổng thống Donald Trump được yêu thích để giành được đề cử Tổng thống năm 2024. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói rằng Mỹ và Trung Quốc cần tránh chiến tranh lạnh bằng mọi giá. Triều Tiên cảnh báo chạy đua vũ trang hạt nhân vì AUKUS. AUKUS khoét sâu rạn nứt Mỹ và châu Âu. Tin Việt Nam, Sài Gòn hỗ trợ đợt 3 gồm 7,3 triệu người, không dành cho người về quê, người về hưu. Thưa quý vị, tin đầu tiên của ngày hôm nay, xảy ra vụ nổ súng tại trường học của Mỹ. Đã có 2 người bị thương trong một vụ nổ súng tại trường trung học ở Virginia vào ngày hôm qua. Và Sở Cảnh sát Virginia Beach đã khuyến cáo người dân không nên đến gần hiện trường các vụ nổ súng. Sở Cảnh sát Newport News đã thông báo cảnh sát đang ở hiện trường vụ nổ súng tại trường trung học Heritage. Học sinh đã được di tản và đưa tới sân quần vợt. 2 người đã được đưa tới hiện trường với vết thương do bị đạn bắn, song không nguy hiểm đến tính mạng. Và cảnh sát đã bác bỏ thông tin những kẻ xả súng đang có mặt tại các trường đại học khác ở thành phố Newport News. Vụ này xảy ra vào ngày hôm qua, ngày 20 tháng 9, thưa quý vị. Một cái tình trạng rất là đáng lo ngại cho các phụ huynh học sinh mà ở nhà gia đình mà có những cái súng đó, quý vị. Quý vị nếu mà có thì phải cất giữ cho cẩn thận, chứ để mà học sinh, mấy đứa con của mình mà tìm thấy rồi đem vô trường gây ra một cái tai nạn rất là khó, đáng tiếc xảy ra. Thì nếu như mà ở nhà mình kỹ càng đối với các em thì những cái việc này nó sẽ bị siết chặt hơn, thì nó ít xảy ra những cái vụ mà đáng tiếc như vậy hơn đó, thưa quý vị. FBI tìm thấy thi thể của một phụ nữ trong công viên quốc gia Grand Teton. Vào chiều Chủ nhật ngày 19 tháng 9, ở công viên quốc gia Grand Teton ở Wyoming, thì các viên chức FBI đã tổ chức họp báo và loan tin rằng họ đã tìm thấy thi thể ở trong rừng mà họ tin đây chính là Gabby Petito. Mặc dù họ chưa có khảo nghiệm pháp y về xác của người nạn nhân này, nhưng mà họ đã biết đây là Gabby là bởi vì cô là một người đã mất tích trong thời gian vừa qua mà FBI đang truy lùng rất là gắt gao. Đầu tiên, người ta nghe tin Gabby sinh ra và lớn lên tại Long Island, New York, sống với lại anh Brian cùng với cha mẹ của anh ta ở Northport, Florida. Thì cô là bạn gái của anh Brian này, thưa quý vị. Mặc dù hai người đã sống với nhau được 2 năm, họ vẫn chưa có ý định làm đám cưới. Và họ đã có một cái chuyến đi xuất phát từ New York ở miền Đông đến các công viên quốc gia, đến những cái địa danh nổi tiếng, những tiểu bang ở miền Tây của nước Mỹ. Thì trong đoạn đường đi của họ, họ cũng đã đưa lên những cái hình ảnh, những cái video, bởi vì cô gái này cũng là một người khá là nổi tiếng ở những cái trang mạng xã hội đó, quý vị. Thì đầu tháng 9 thì anh Brian đã trở về Florida với lại chiếc xe họ đã đi cùng với nhau. Đó là chiếc xe của cô Gabby, nhưng mà không có sự có mặt của cô Gabby ở đó. Vài hôm sau, vào ngày 11 tháng 9 thì gia đình của Gabby đã báo với cảnh sát để tìm người mất tích, bởi vì con gái của mình đã không liên lạc với gia đình trong suốt nhiều ngày. Bên gia đình của anh Brian thì cũng đã thuê luật sư để làm người đại diện phát ngôn cho họ. Và qua luật sư thì Brian tuyên bố là anh sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát và anh sẽ giữ im lặng. Sau đó thì vấn đề cũng chưa ra đâu, cho nên cảnh sát cũng không thể bắt anh chàng này vì bất cứ một cái nguyên do nào hết. Và người ta cũng không biết lý do vì sao Gabby lại mất tích. Chỉ có Brian là biết điều này, nhưng mà anh lại không lên tiếng. Và thế rồi, một thời gian sau thì anh Brian lại là người mất tích, đưa đến sự truy tìm của cảnh sát trong 2 ngày cuối tuần qua tại một khu công viên quốc gia ở Florida. Cho đến ngày Chủ nhật này thì cảnh sát đã tìm ra cô gái, nhưng mà chàng trai Brian thì
vẫn còn đang mất tích. Gia đình của Gabby thì nói là Brian đã trốn thoát. Thì được biết là hai người này đi một cái chuyến như vậy đó là đi hưởng tuần trăng mật, giống như đi đính hôn vậy đó quý vị. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao mà anh này lại quay trở về chỉ có một mình. Và cùng lúc đó thì cảnh sát của Northport đã tìm thấy Brian ở Florida, và cơ quan công lực khác gồm FBI, cảnh sát của tiểu bang Wyoming đã điều động cả 100 nhân viên để tìm cô gái ở công viên quốc gia. Cuối cùng thì cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Gabby ở công viên quốc gia Grand Teton. Và một đoạn video dài 1 tiếng đồng hồ thâu từ ngày 12 tháng 8 cho thấy là cảnh sát ở Moa đã từng chặn cái xe van màu trắng đời 2012 hiệu Ford Transit. Lúc đó thì cảnh sát yêu cầu xe này tấp vào lề để điều tra, thì vì thấy có những hành động bạo lực ở bên trong xe. Thì khi bước ra ngoài xe thì yêu cầu cảnh sát thì máy thâu hình gắn trên camera của một đồng phục cảnh sát cho thấy là đó là cô Gabby, và cô đang trong tình trạng bị xúc động rất là mạnh. Và Gabby đã đánh Brian, và những cái cú đánh của Gabby không quá nguy hiểm, cho nên cảnh sát cũng không có bắt cô này. Và cảnh sát đã bắt buộc hai người không được ở gần nhau và phải tách rời nhau ra. Và tối ngày hôm đó thì cô Gabby này phải ngủ ở ngoài xe, và anh Brian thì phải mướn một cái phòng ở một motel để mà hai người phải ngủ riêng ra. Cái chiếc xe Ford của họ là một loại xe giống như xe RV đó quý vị, họ có thể ngủ ở trên đó để mà họ đi du lịch ở khắp nơi. Và có một cặp nam nữ đã liên lạc với cảnh sát, và họ cho biết là từng gặp một người rất là giống cái anh Brian đứng ở lề đường và xin đi quá giang tại Wyoming. Lúc đó thì Brian ngồi phía ghế sau, và họ thấy anh ta có vẻ nôn nao một cách rất là bất thường. Khi mà xe chạy đến thành phố Jackson Hole thì anh xin xuống xe, và họ đã kể rằng là anh đã kể lại là anh và bạn gái đã lái xe đến viếng thăm Grand Teton và anh cần quá giang để trở lại. Vài ngày sau thì anh đã về đến Florida với chiếc xe của Gabby. Cái vấn đề này vẫn chưa ngã ngũ thưa quý vị, có nghĩa là cảnh sát đã tìm thấy xác của cô gái này đã mất tích một thời gian, và anh này anh đã lái xe trở về nhà, nhưng mà lúc đó thì cảnh sát không có tìm thấy xác của cô gái, chưa biết lý do mất tích nên cảnh sát không thể bắt anh này được. Và sau đó thì anh này anh đã trốn đi, và cùng ngày đó thì cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô gái. Và mình cũng chưa biết câu chuyện này là xảy ra như thế nào. Hai người này cũng đã có những cái sự tranh cãi với nhau qua những cái nhân chứng và những cái video tìm thấy. Một cái sự việc xảy ra rất là đáng tiếc. Mình không biết là anh Brian này có phải là một nghi can đã gây ra cái chết của cô gái này hay là không. Mong là cảnh sát sẽ tìm thấy anh Brian sớm và kết thúc cái câu chuyện này để tìm lại cái nguyên nhân của cái chết của cô Gabby quý vị. Cảnh sát Riverside, California đã tìm thấy thi thể một bà cụ 87 tuổi trong tủ lạnh. Các cảnh sát viên đã đến một căn nhà ở vùng Nam California để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của một bà cụ 87 tuổi vào sáng ngày Chủ nhật. Đã tìm thấy thi thể bà cụ này ở trong tủ lạnh. Theo thông báo của sở cảnh sát Riverside, tuy người con gái sống chung với bà cụ đã bị thẩm vấn, nhưng mà hiện nay cô này vẫn chưa bị bắt. Riverside Press Enterprise đã nói rằng một thân nhân của bà vào hôm thứ Hai cho biết bà cụ tên là Miriam Travis. Bà này từng là thám tử chuyên điều tra các vụ sát nhân của sở cảnh sát Los Angeles County và đã nghỉ hưu. Cảnh sát viên Maria Lucero, phát ngôn viên của sở cảnh sát, nói rằng cụ Travis từng là một trung sĩ làm việc trong toán điều tra án mạng từ năm 79 cho đến khi nghỉ hưu là năm 1990. Và một người thân nhân khác của bà đã gọi cho sở cảnh sát Riverside và nhờ họ hãy cho người đến xem tình trạng sức khỏe của bà cụ như thế nào, bởi vì họ không có thể liên lạc được. Và khi cảnh sát đến nơi thì vào lúc 9 giờ 35 phút sáng và họ hỏi thăm người con gái 64 tuổi về bà cụ, thì người này có các câu trả lời không rõ ràng theo các phát ngôn viên. Thì cảnh sát đã lục soát căn nhà và được cho biết là ở đây rất là bừa bãi và những món đồ chất đầy khắp nơi, và họ ngửi thấy cái mùi hôi và khả nghi. Cuối cùng thì họ đã tìm xác, thấy cái xác của cụ Travis trong một cái tủ lạnh đặt ở trong gara xe quý vị. Và cảnh sát không cho biết là tình trạng của thi thể cũng như thế nào. Một cái cuộc giảo nghiệm tử thi đang được tiến hành. Người con gái của bà đang bị thẩm vấn nhưng đã được thả ra cho đến khi các điều tra viên có thể xác định là bà Travis chết khi nào và người con gái có liên hệ đến việc đưa thi thể của bà cụ vào tủ lạnh hay là không.
Thì khi cảnh sát hỏi coi như là thẩm tra cái người con trả lời một cái cách hơi nghi ngờ, thì có một phần nào đó người con biết cái chuyện này nhưng mà người con không có thông báo với cảnh sát. Thì cái xác để trong tủ lạnh thì chắc chắn là người phụ nữ này phải biết chứ sao không biết Sao không được, biết khi mà được? sống chung nhà như vậy. Dạo này mình hay thấy có những cái trường hợp những người nhà sống chung với nhau trong những năm qua, bởi vì cái bệnh Covid-19 quý vị ơi, nó đã gây cho người ta rất là nhiều vấn đề stress rất là kinh khủng. Những cái sự mà tranh cãi với nhau thì mình không biết đây có phải là lý do để mà đưa đến cái chết của bà cụ, cái chết rất là đáng thương. Tỷ phú Elon Musk đã chế nhạo Tổng thống Biden đang ngủ vì đã không chúc mừng phi hành đoàn toàn là dân sự của SpaceX. Elon Musk đã rất bực tức trong vấn đề mà chiếc SpaceX của ông đã tiến hành đưa những người không phải là những người chuyên nghiệp lên không gian và đã trở về một cách an toàn, mà phải dùng từ là rất là thành công. Thì Tổng thống Joe Biden đã không lên tiếng ca ngợi hay là chúc mừng đến ông. Và có rất là nhiều những cái thông tin của mọi người khi mà ông Elon Musk đưa cái thông tin này lên, và nhiều người hỏi là vì sao Tổng thống Joe Biden vẫn chưa chúc mừng phi hành đoàn. Phi hành đoàn đã hạ cánh vào tối ngày thứ bảy sau khi quay quanh trái đất 3 ngày, và ông Musk đã trả lời tới một video lan truyền trên Twitter có vẻ như là công kích mối quan hệ của chính quyền ông Joe Biden đối với các công đoàn. Thì ông đã nói là ông Biden chưa có gửi lời chúc mừng là chắc có lẽ là bởi vì ông đang ngủ. Và chúng ta cũng biết là Tesla đã từng phản đối việc hợp nhất hóa công đoàn vào tháng 3, và Ủy ban quan hệ lao động quốc gia đã yêu cầu ông Musk phải xóa một cái tweet của mình về việc chống công đoàn vào năm 2018 và thuê lại một nhà hoạt động công đoàn đã bị sa thải. Thì cái người này trước đó làm việc cho Tesla nhưng mà ông đã cho nghỉ, và bên phía công đoàn bắt buộc ông là phải mướn cái người này lại. Nhưng mà Tesla đã kháng cáo cái phán quyết này vào hồi tháng 4, và ông Musk cũng cho biết vào hồi tháng 2 rằng ông đã nói chuyện với chính quyền ông Joe Biden về khả năng áp dụng thuế carbon, nhưng mà chính quyền đã bác bỏ vì quá khó khăn về mặt chính trị. Thì cũng như Lộc nói lúc trước thì đây là không phải là con ruột, con riêng, con ghẻ gì đó. Thì tại vì Tesla là của ông Elon Musk, Elon Musk thì lại không nằm trong công đoàn. Thì nếu mà bên công đoàn thì bên phía chính phủ rất là coi như là hưởng ứng, nhưng mà ông thì không phải, nên có lẽ vì đó mà không có một lời gì chúc mừng đến sự thành công của cái chuyến đi 3 ngày này. Trong khi cái chuyến đi lên không gian này của ông Elon Musk là được coi như là cả thế giới dõi theo và rất là chúc mừng ông khi mà cái chuyến đi trở về thành công. Thật sự lúc mà những người này đi lên mà nói là những người không có chuyên nghiệp, mà những người điều khiển là ngồi ở dưới đây để mà điều khiển cái chiếc phi thuyền đó, thì mình cũng rất là hồi hộp, mình Lo. chờ đợi xem là cái chuyến đi này có được tốt hay là không. Nhưng mà cuối cùng thì mọi việc đều tốt đẹp hết. Đây là một cái sự mà bứt phá đầu tiên của toàn thế giới mà vì sao không nhận được một lời khen ngợi hay chúc mừng nào hết, cho nên Elon Musk khá là bực tức về vấn đề này. Theo thăm dò, cựu tổng thống Donald Trump được yêu thích để giành được đề cử tổng thống năm 2024. Cựu tổng thống Trump là người được yêu thích để giành được đề cử tổng thống năm 2024 của GOP nếu ông quyết định tái tranh cử. Theo một cuộc khảo sát của Harvard, CAPS, Harris Poll được công bố độc quyền cho The Hill vào ngày thứ hai. Gần 6 trên 10 cử tri đảng Cộng Hòa được khảo sát là 58% đó quý vị. Thì họ nói rằng họ sẽ bỏ phiếu để đưa cựu tổng thống trở lại cuộc bỏ phiếu vào năm 2024, và cho thấy là đảng này đã sẵn sàng cho một Trump một cơ hội khác sau cái vụ mà năm 2020. Và không có ứng viên đảng Cộng Hòa năm 2024 tiềm năng nào có thể sánh ngang với ông Trump sau cái cuộc khảo sát này. Trong khi thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis là một ngôi sao đang lên trong đảng Cộng Hòa thì chỉ đạt được 9% sự ủng hộ. Cuộc khảo sát cho biết, trong khi các ứng cử viên bị đánh bại hiếm khi quay trở lại, thì ông Trump có vị trí dẫn đầu mạnh mẽ trong một cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, đặc biệt là trong số những người đảng Cộng Hòa tận tụy nhất. Kể từ khi mà rời khỏi tòa Oval vào tháng Giêng thì ông Trump đã bỏ lửng ý định tranh cử tổng thống vào năm 2024. Nhưng trong những tuần gần đây thì ông bắt đầu đã có những tín hiệu có thể thấy rằng nhiều khả năng trở lại của ông Trump.
Ông đã tăng cường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và phát biểu trên báo chí, và ông đang lên kế hoạch cho các cuộc tập hợp sắp tới ở Georgia và Iowa. Tất nhiên là cuộc tranh cử tổng thống sơ bộ của đảng Cộng hòa vào năm 2024 vẫn còn nhiều năm nữa, và có thể cuối cùng thì chưa biết là cựu tổng thống Trump sẽ quyết định như thế nào. Và trong cuộc khảo sát cũng cho biết, mặc dù các cử tri đang chia rẽ về việc liệu ông có phải là một tổng thống tốt hơn người kế nhiệm của ông Biden hay không, thì 51% những người được khảo sát nói rằng họ sẽ chọn cựu tổng thống Trump là tổng tư lệnh, trong khi 49% thì chọn tổng thống Joe Biden. Cuộc khảo sát của Harvard CAPS Harris Poll đối với 1.578 cử tri đã ghi danh, trong đó có 490 thành viên đảng Cộng hòa, được thực hiện từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 9. Và cái biên độ sai số đối với mẫu của đảng Cộng hòa là cộng hoặc trừ 4 điểm phần trăm. Và cuộc thăm dò là sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Hoa Kỳ tại Đại học Harvard và Harris Poll. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói rằng Mỹ và Trung Quốc cần tránh chiến tranh lạnh bằng mọi giá. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo nếu như không sớm hòa giải thì mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ bước vào chiến tranh lạnh, sẽ gây ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới. Trong một bài trả lời phỏng vấn với hãng tin AP công bố vào ngày 20 tháng 9, ông Guterres đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hãy cùng hợp tác chống biến đổi khí hậu, cũng như ngồi xuống đối thoại về mọi vấn đề, từ thương mại đến công nghệ. Thật đáng tiếc là ngày nay chúng ta chỉ có sự đối đầu, ông đã nói với AP. Chúng ta cần tái xây dựng mối quan hệ hiệu quả giữa hai cường quốc này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh. Ông cho rằng các thách thức mà toàn cầu đang đối mặt như là chích ngừa vaccine COVID-19 hay biến đổi khí hậu sẽ không thể giải quyết nếu thiếu vắng mối quan hệ mang tính xây dựng trong cộng đồng quốc tế và nhất là giữa các cường quốc. Cách đây 2 năm thì ông đã từng cảnh báo về nguy cơ chia rẽ trên toàn thế giới khi Mỹ và Trung Quốc đối đầu về chính sách mạng, tiền tệ, thương mại và tài chánh. Nhắc lại lời cảnh báo này trong cuộc phỏng vấn với AP thì ông nói thêm, các chiến lược địa chính trị và quân sự đối chọi nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đang tiềm ẩn nhiều hiểm họa và khiến thế giới rạn nứt. Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cần tránh một cuộc chiến tranh lạnh mà tuy có thể khác, nhưng nhiều khả năng nguy hiểm và phức tạp hơn so với cuộc chiến tranh trước đây, ông đã cảnh báo, và căng thẳng trong quan hệ chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc đã thể hiện rõ rệt qua tình hình đầu tư ở mảng công nghệ giữa hai bên. Theo một cuộc nghiên cứu thường niên do hãng Bain & Company công bố vào ngày 20 tháng 9, tổng đầu tư trực tiếp giữa hai quốc gia này đã giảm xuống 75% từ 62 tỷ đô la năm 2016 xuống còn 16 tỷ đô la năm 2020. Trong cùng một giai đoạn này, đầu tư trực tiếp của riêng mảng công nghệ đã sụt giảm 96%. Triều Tiên cảnh báo chạy đua vũ trang hạt nhân vì AUKUS. Triều Tiên đã lên án thỏa thuận an ninh mới có tên viết tắt là AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ trả đũa nếu nhận thấy an ninh của họ bị đe dọa vì AUKUS. Vào ngày 20 tháng 9, Triều Tiên cảnh báo nguy cơ cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân sau khi Mỹ và Anh đồng ý trao cho Úc công nghệ đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bình Nhưỡng tuyên bố phản ứng lại mọi tác động tiêu cực của vấn đề này với an ninh của Triều Tiên, theo hãng tin Bloomberg. Đây là những hành động cực kỳ nguy hiểm và không mong muốn. Chúng sẽ làm đảo lộn sự cân bằng chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và kích hoạt các hoạt động chạy đua vũ trang hạt nhân. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 20 tháng 9 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao của Triều Tiên. Bình luận của Triều Tiên tương tự phản ứng của Trung Quốc vào tuần trước sau khi Úc, Anh và Mỹ công bố Hiệp định Đối tác Tăng cường An ninh ba bên vào ngày 15 tháng 9. Theo một phần trong AUKUS, Mỹ và Anh sẽ trang bị cho Úc công nghệ chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ và Anh giúp Úc chế tạo tàu ngầm hạt nhân là động thái châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang. Các nước láng giềng bao gồm Trung Quốc lên án những hành động này là vô trách nhiệm, phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực. Và họ lên án những hành động này là hoàn toàn tự nhiên. Tòa Bạch Ốc thì giải thích AUKUS sẽ được giúp cải thiện an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên thì theo KCNA, quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nói rằng là lập luận của Tòa Bạch Ốc có nghĩa là bất kỳ quốc gia nào cũng có thể phổ biến công nghệ hạt nhân nếu điều đó phục vụ cho lợi ích của nước đó. Quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả tương ứng trong trường hợp an ninh quốc gia của mình bị tác động tiêu cực dù chỉ là ít ỏi. Quan chức này đã cáo buộc Mỹ lật đổ hệ thống quốc tế về
không phổ biến vũ khí hạt nhân. Triều Tiên đã rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2003. Kể từ đó thì nước này đã đẩy mạnh xây dựng kho vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa, đã vấp phải nhiều phản ứng của các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ý của họ nói là bây giờ Mỹ và Anh lại ủng hộ Úc về cái vấn đề mà phát triển hạt nhân, thì tại sao khi mà bên phía Triều Tiên họ làm hạt nhân thì lại chỉ trích họ? AUKUS khoét sâu rạn nứt Mỹ và châu Âu. Khi mà bị hủy hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la bởi một thỏa thuận bất ngờ từ ba quốc gia đồng minh khác vào phút chót, thì đã làm cho người Pháp rất là tức giận. Ngoại trưởng Trien tuyên bố một cách giận dữ, việc từ bỏ dự án tàu ngầm là hành vi không thể chấp nhận được giữa các đồng minh và đối tác. Ông Trien cũng so sánh động thái của Mỹ với sự thay đổi chính sách hấp tấp và đột ngột thường thấy. Về bản chất, cơn bão ngoại giao này xuất phát từ việc ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp bị mất một hợp đồng nhiều chục tỷ đô la. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là một hợp đồng ngon lành bị mất vào phút chót, mà đó là việc nước Pháp họ cảm giác là họ đã bị phản bội bởi các quốc gia gọi là đồng minh, có cùng lợi ích và có cùng tầm nhìn chung về một thế giới dựa trên luật lệ. Mỹ, Anh và Pháp đều là thành viên của nhóm các quốc gia dân chủ giàu có G7 và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, trong khi Úc cũng là một đồng minh thân thiết của ba nước này ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vì vậy cho nên cái vụ này thì làm cho Pháp họ gọi là một phi vụ đi đêm của Mỹ và Anh và Úc, làm cho họ rất là bực tức. Và Mỹ đã cố gắng kiềm bớt cơn giận của Pháp. Vào ngày 16 tháng 9, thì Ngoại trưởng Antony Blinken đã nhấn mạnh Pháp là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và trên thế giới, và không có sự chia rẽ khu vực nào ngăn cách lợi ích của các đối tác Đại Tây Dương và Thái Bình Dương của chúng tôi. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc là Jen Psaki cũng đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Joe Biden sẽ nói chuyện với Tổng thống Pháp là ông Macron sớm, nhưng lại không đề cập liệu là Washington đã liên lạc với Paris để lên kế hoạch này hay chưa. Tuy nhiên thì mặc cho các xoa dịu mang tính ngoại giao từ Mỹ, Pháp vẫn quyết định triệu hồi các đại sứ của họ tại Mỹ và Úc vào ngày 19 vừa qua. Đây là một sự đánh dấu rạn nứt rất là lớn, và họ lo sợ đến cái vấn đề là chiến tranh lạnh giữa các đồng minh của Mỹ, Úc, Anh cũng như là ở Pháp. Tổng thống Macron hiện đang bị chỉ trích từ các đảng cực hữu về việc nước Pháp bị sỉ nhục bởi AUKUS, sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 năm sau. Paris sẽ đáp trả nếu không được bù đắp cho những gì họ đã mất trong năm chuẩn bị bầu cử này. Và cái vấn đề giữa những đồng minh này thì Nga và Trung Quốc sẽ là ngư ông đắc lợi trong cái sự kiện thỏa thuận ba bên AUKUS. Và bất kỳ mâu thuẫn nào giữa đồng minh phương Tây cũng là điều cơ hội tốt để cho Trung Quốc, Nga lợi dụng để mà cảnh báo với các quốc gia khác trong cái gọi là thể chế đa phương do Mỹ lãnh đạo, rằng là Mỹ sẵn sàng đeo đuổi cái lợi ích riêng và bỏ rơi các quốc gia đồng minh của mình. Điều này cũng đúng như là tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Pháp, nói rằng là việc Mỹ lựa chọn loại trừ một đồng minh và đối tác châu Âu như là Pháp, quan hệ đối tác mang tính cơ cấu với Úc vào thời điểm mà chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cho dù xét về giá trị của chúng ta hay về sự tôn trọng chủ nghĩa đa phương dựa theo nền tảng pháp quyền, đều cho thấy là thiếu chặt chẽ, Pháp chỉ có thể ghi nhận và lấy làm tiếc. Và thế giới chỉ trích là nước Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo đảm rằng các quốc gia đồng minh và đối tác khác không mất niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn do Mỹ lãnh đạo. Trong thời gian ngắn vừa qua thôi thì Mỹ đã bị chỉ trích rất nhiều về vấn đề mà đối xử với các đồng minh của mình. Ngay cả cái vấn đề mà rút quân khỏi Afghanistan cũng vậy. Thì Mỹ không có một cái sự mà làm việc chung với khối đồng minh của mình để mà lên một cái kế hoạch rút quân để cho nó trọn vẹn, rất là lúng túng trong cái vấn đề rút quân cả Mỹ, làm ảnh hưởng cho hết những cái khối đồng minh, bởi vì cái sự quyết định rút quân vào ngày nào hay là kế hoạch gì thì do Mỹ chủ động mà. Rồi bây giờ lại thêm cái vấn đề này nữa. Thì mình không biết là tại sao lại cùng là một đồng minh với nhau mà lại tách rời ra, gọi là đi đêm. Gọi là chum in my
Jamil Mahat. À, Jamil Mahat. Thì như vậy người người nước ngoài là họ là rất là ghét cái vấn đề đó. Ví dụ như đang làm việc với nhau nhưng mà lại tách rời nhau ra làm một cái việc riêng mà tách một cái người ra như vậy. Thì vấn đề giống như vấn đề của rút khỏi Afghanistan, rất là nhiều người rất là ủng hộ cái vấn đề đó, nhưng họ trách là trách ở đây tại sao mình không có một cái kế hoạch trước để mà khi mình rút quân nó sẽ êm đẹp hơn là cái tình hình hiện vừa qua, quý vị. Và cũng như cái chuyện này thì cái người ta cũng ủng hộ là bán tàu ngầm hạt nhân cho Úc, nhưng phải có một cái gì đó gọi là mình phải bàn với nhau, cả một cái group với nhau, tại sao mà lại đi đêm như vậy giống như là qua mặt một người bạn của mình, mà trong một sự sức nẻ nhỏ cũng có thể là thành một cái rạn nứt lớn. Bây giờ là một cái sự căng thẳng giữa Mỹ và Pháp, mà nói là ảnh hưởng Anh với Úc, nhưng mà thật sự Mỹ và Pháp mới là căng thẳng nhiều nhất. Đúng. Tại vì thật sự là lỗi hoàn toàn là từ Mỹ ra, cho nên là vấn đề là Mỹ phải giải quyết như thế nào để mà không có làm giống như một cái sự mà hết, không còn niềm tin giữa những đồng minh đối với nước Mỹ nữa. Tin Việt Nam, Sài Gòn hỗ trợ đợt 3 gồm 7,3 triệu người, không dành cho người về quê, người về hưu. Tại một cuộc họp báo vào chiều ngày 20 tháng 9, thì ông Võ Văn Hoang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sài Gòn cho biết thành phố đang triển khai gói hỗ trợ thứ 3 cho 7,3 triệu người trên nguyên tắc chi đúng, đủ, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú và không để ai trục lợi. Chúng ta cũng biết là cái dịch Covid-19 đã khiến cho rất là nhiều người dân ở Việt Nam của mình và riêng ở Sài Gòn là bởi vì quá đông dân và những hẻm hóc ngõ ngách và có những người không hề có giấy tờ gì hết. Và cái sự hỗ trợ mà từ chính quyền nhà nước nói là hỗ trợ cho mỗi người dân 1,5 triệu. Và bây giờ đã đến đợt thứ 3, họ nói là công bố đợt thứ 3 để giúp đỡ cho người dân. Và đợt này thì sẽ không bao gồm những người đã về hưu và những người đã về quê rồi đó quý vị. Nhưng mà đợt thứ 3 rồi, mà khi mà lọc lại những cái đợt thứ 2 và đợt thứ nhất thì có hàng ngàn người, triệu người vẫn chưa nhận được cái số tiền 1,5 triệu này. Tại sao không làm cho nó trọn vẹn cho mỗi kỳ để nó mới có một cái sự công bằng ở đây? Có rất nhiều người họ đã lên tiếng, họ nói là không hề nhận được 1,5 triệu nào hết. Và trong suốt thời gian qua thì chính quyền Việt Nam có nói là cho người dân mỗi người 1,5 triệu từ cái đợt đầu tiên ở Sài Gòn, quý vị. Nhưng mà những cái vị tổ trưởng là những người toàn quyền quyết định là người nào sẽ được hưởng cái gói hỗ trợ này và người nào không được hưởng ở trong đây. Và những cái người mà càng nghèo, sống càng sâu trong hẻm, trong hốc thì là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Và những người lao động nghèo khổ, không có giấy tờ, họ sống trong những ngôi nhà trọ thì bị coi như là hớt tay trên. Mình thấy cái tiền mình cũng nói một phần, một phần nữa chẳng hạn như những mạnh thường quân gửi đến phường thì phường mới đem những cái thức ăn đó vào cái khu vực để mà chia cho những người dân. Thì những người dân ở trong góc kẹt, gọi là góc kẹt có nghĩa là xa quá đi, thì họ khi mà họ chạy ra được tới cái chỗ mà lãnh đồ đó, thì không còn gì để mà họ lãnh. Thì mình thấy một sự không đồng đều và không rất là không công bằng cho với những cái người mà như vậy, quý vị. Mà vấn đề mà mình tức tối nhất là vấn đề mà ăn chận, ăn sáng, ăn bớt. Phép vua thua lệ làng, đây là đúng là cái câu áp dụng ngay thời điểm hiện tại này. Bây giờ mấy anh, mấy chị, mấy chú, mấy cô tổ trưởng gì đó toàn quyền quyết định hết, mà nếu như những vị này có tấm lòng nhân đạo, yêu thương dân nghèo thì số tiền mới đến được tận tay dân nghèo, quý vị ơi. Có rất nhiều những người thương dân, những người mà trong cái phường của mình hoặc là những trong cái khu vực của mình ở, họ đã đếm thẳng tới cái gia đình nghèo nhất họ giao. Nhưng mà cái đó một phần thôi, quý vị. Có những người tốt và cũng có những cái người họ chỉ nghĩ cho bản thân họ mà thôi. Thì rất là người dân rất là bức xúc, hiện tại bây giờ đã nghèo còn mắc cái eo và đang khổ lắm, quý vị ơi. Thì nhiều khi mình thấy ở bên Việt Nam có những vấn đề khi mà đưa ra những cái chính sách đồ, những cái nói đó thì mình thấy có vẻ như là rất là tốt, nhưng mà khi mà áp dụng để mà làm thì không hề có, giống như là không có một cái kế hoạch phân phối, một cái kinh nghiệm gì về vấn đề này hết.
rất là nhiều, có nhiều người nói riêng với Hồng Loan nhắn là tổ trưởng mà gọi điện thoại nói là bây giờ tổ trưởng toàn quyền quyết định, mà người ta chờ đợi mấy tháng trời không có một đồng xu nào tới hết, mà khi mà gọi điện thoại thì không bao giờ mà được tổ trưởng bắt điện thoại cho người dân số điện thoại để liên lạc, nhưng mà gọi thì không bao giờ mà liên lạc được hết. Cứ như người dân không biết làm gì để mà có thể mà kêu gọi là tôi chưa được cái số tiền đó. Cho nên quý vị thấy trong thời gian qua có rất là nhiều người, người ta đi tới thẳng tới phường và người ta la lối, người ta chửi là làm việc nói là cho mà chúng tôi không hề thấy bây giờ gia đình đói khổ quá rồi. Thì có những cái video Lộc đã từng coi thì có một cái đoàn đại biểu gì đó của thành phố đi sâu sát từng nhà người dân, nhưng mà thực sự là họ đi những cái nhà nào gọi là đường mặt tiền thôi. Thì cái những nhà đường mặt tiền thì trước cái đường nhà đó họ treo cái bảng là chúng tôi cần thức ăn, chúng tôi cần tiền, chúng tôi cần gì đó. Thì có cái người mà đứng đầu của cái phái đoàn đó họ nói tôi không muốn là lần sau mà tôi đi ngang qua cái đường này tôi thấy cái bảng này nữa nha các anh. Thì những cái người kia mới chạy lại, thì sau đó chắc cũng phải cỡ hai ba chục người gì đó, và cũng trong đó cũng phải 5-7 người gì cầm camera quay, mà chủ yếu là quay những cái hành động đó của cái người đại biểu đó. Thì cái người đó lại sâu sát lại hỏi người dân, thì người ông đã nói là đã bao lâu rồi không có cái gì ăn cái gì chưa, tại sao không gọi điện thoại lên cho cái số điện thoại này. Thì người dân mới nói trời ơi con gọi hàng ngày á, con gọi hoài á, con gọi hoài lúc nào cũng kẹt máy chú ơi, con không bao giờ gọi được hết đó. Cái người đi kế bên cái ông đó lại người ta nói là cô phải gọi đi, nhưng mà cô phải thông cảm, hiện tại bây giờ là chúng tôi đã huy động 20-30 người để mà trực điện thoại, cứ đi phải gọi liên tục đi, gọi liên tục. Mình thấy là hình thức. Giống như một cái hình thức thôi quý vị ơi. Mà khi mà cái vị đó khi mà nghe một người dân, mà người dân này nằm ở nhà miếng ngoài mặt tiền đường mà nói như vậy, thì phải nghĩ đến những người dân ở phía bên trong như thế nào. Và cái video này hình như là cũng khá lâu rồi chứ không phải là mới đây thôi. Nhưng mà khá lâu rồi mà mình thấy mọi việc bây giờ vẫn còn rất là nhiều người chưa hề biết một đồng nào trong số 1,5 triệu đó. Rất là thương cho những người Việt Nam của mình, những người lao động nghèo, những người trong hẻm, trong hốc. Đôi khi chúng ta cũng biết mà, cứu trợ, giúp đỡ thì không thể nào là 100% được hết, thưa quý vị. Thì cầu mong cái số tiền mà chính phủ là quá nhiều người làm, mấy anh chị đó hiện tại bây giờ thì chỉ là lo cho người dân trong cái giai đoạn khó khăn này thôi. Thì mấy anh chị làm ơn cố gắng để mà giúp đi sâu đi sát từng người lao động nghèo để mà giúp cho họ, để mà họ có cái số tiền họ trang trải cho cuộc sống của họ, bây giờ đói quá rồi. Rất là nhiều chuyện buồn quý vị ơi. Nhưng mà Lộc thấy người Việt Nam mình rất là hay, lúc nào tinh thần cũng rất là lạc quan, và cũng mong đợi là một ngày nào đó COVID này nó đã giảm, nó sẽ giảm và ai cũng sẽ khỏe mạnh hết. Vừa qua thì có nghe là Việt Nam đang mua 10 triệu liều vaccine của Cuba. Thì vaccine của Cuba thì chưa được thế giới công nhận, chưa được WHO hay bất kỳ nơi đâu chuẩn thuận hết. Nhưng mà mình cũng thấy là ở bên Cuba đó quý vị, thì có cái lúc họ bệnh cũng rất là nặng và họ đã chế tạo ra được vaccine. Và hiện tại thì cái bệnh COVID ở Cuba cũng họ cũng đã khắc phục được một phần rồi. Thì mình cũng hy vọng đây là cái vaccine tốt để mà gửi đến cho người dân của nước Việt Nam mình. Và ngoài ra đó thì cái chương trình COVAX bữa trước họ có hứa là cho thêm vaccine của Moderna về á, thì hồi bữa Loan có thông báo là sẽ về nhưng mà lại bị chậm trễ là bởi vì chưa có đủ lượng vaccine đưa về. Thì bây giờ bên phía chính quyền Việt Nam cũng kêu gọi COVAX là hãy thêm liều vaccine về thêm cho người dân ở Việt Nam, thì mình mong là sẽ có vaccine liên tục đổ về để mà chích cho mọi người. Chỉ có như vậy thôi thì mới có thể vượt qua cái bệnh COVID-19 này, thưa quý vị. Chúc mọi người Việt Nam mình trên tất cả mọi nơi trên thế giới, nhất là ở Việt Nam, thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng lạc quan và sẽ đánh đuổi được cái con virus này nha quý vị. Thôi để xóa bỏ cái không khí nặng nề này, Lộc kể chuyện vui cho cười nha. Rồi, kể chuyện vui gửi đến quý vị cho tinh thần mình lạc quan thoải mái một tí ha quý vị ha. Thì có nghe chuyện học sinh, thầy giáo học sinh không? Học sinh ha. Ừ. Okay. Thì trong một cái lớp học, các học sinh đang vui vẻ nói chuyện với nhau,
thì thầy giáo dạy văn bước vô cửa, thầy cầm một viên gạch chọi luôn bóng đèn, bấm bể phán tắt đèn tối thui. Học sinh sợ quá mới xanh mặt. Thầy giáo mới nghiêm giọng hỏi: các em thấy thế nào? Cái học sinh mới rụt rè trả lời thầy: dạ thưa thầy ơi, tối quá thầy ơi. Thầy giáo mới mỉm cười: tối lắm phải không? Vậy là hôm nay chúng ta sẽ học về tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Coi như là vận dụng thực tế để mà vô đề văn ha. Ừ, thầy quá quá dạy, quá tận tình, quá nhiệt tình á. Nhưng mà nếu mà lọc thì lọc nó là bài văn bể đèn, bể chứ không phải tắt. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị với những chia sẻ của gia đình của Lộc, cũng như là những chia sẻ quý vị đối với gia đình của Loan. Và rất cảm ơn sự yêu thương của quý vị đã gửi đến cho Loan Lộc cùng với gia đình. Và rất là mong nhận được thêm nhiều like, share và subscribe của quý vị, và nhất là comment của quý vị nha. Khi mà đọc những cái lời comment chia sẻ hoặc là góp ý cho Loan Lộc thì đây là một cái việc để mà làm cho Loan Lộc ngày càng tốt hơn. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.